Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Ba Phạm. Ở video này mình cũng sẽ tiếp tục bài kết tập Spinner. Ở hai video trước mình đã hoàn thành được 3 bước. Bước thứ nhất là tạo một class có tên là quốc gia chứa kiểu dữ liệu của nó trong này. Bước thứ hai là tạo một file layout có tên là dòng quốc gia chứa từng dòng dữ liệu của Spinner. Bước thứ ba là custom một adapter và có tên là quốc gia adapter. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ tư là đổ cái quốc gia adapter này vào Spinner. Chúng ta sẽ qua Activity Main. Chúng ta xóa cái tên view này đi. Chúng ta sẽ qua Design và chúng ta kéo thả Spinner vào. Và ở đây mình đặt ID của nó là Spinner. Chúng ta đặt tên cho Spinner này là Spinner danh sách. Chúng ta sẽ ánh xạ nó file.vbd.r.id.spinner. Tiếp theo là chúng ta tạo một cái list chứa các phần tử của chúng ta. List đối tượng của chúng ta là quốc gia có tên là list bạn new list và đối tượng quốc gia. Chúng ta sẽ add các phần tử của chúng ta vào là list.add. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào đối tượng là new quốc gia và chúng ta truyền vào từng phần tử của nó, đầu tiên là hình, tên và tọa độ. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn 5 tấm hình, tôi sẽ kéo thả nó vào để vào global và bay nó vào. Đầu tiên là tấm hình là r.global.vietnam. Tiếp theo là tên Việt Nam. Tiếp theo là tọa độ cho nó là 1000. Chúng ta sẽ có 5 phần tử. Hà Lan. Tọa độ của nó là 2000. Tiếp theo là Mỹ. Tên Mỹ. Tọa độ là 3000. Tiếp theo là Úc. Tên là Úc. Tọa độ là 4000. Đức. Tên là Đức. Và tọa độ là 5000. Tiếp theo là chúng ta khởi tạo cái quốc gia adapter này, tên là quốc gia adapter bằng new quốc gia adapter. Ở đây chúng ta cũng truyền vào 3 tham số. Tham số thứ nhất là content, là màn hình hiện tại chúng ta đang đứng. Tham số thứ hai là layout, chúng ta sẽ truyền vào layout của chúng ta là dòng quốc gia r.global.layout.dòngquocgia. Và tham số thứ ba chúng ta sẽ truyền vào là cái list của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ gọi nó ra adapter bằng quốc gia adapter. Chúng ta sẽ chạy project của chúng ta lên. Tiếp theo là chúng ta bắt sự kiện khi click vào các phần tử của chúng ta. Spinner.set on item selected listener new on item selected listener. Ở đây mình sẽ tót tên của nó ra. Release.get chuyển vào vị trí của nó và đối tượng là tên. Chúng ta sẽ chạy lại một lần nữa.
link vào Úc, code ở Úc, Việt Nam, nó tốt ở Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được bài kết tạm trong spinner. Thì để làm được bài kết tạm spinner thì chúng ta sẽ qua 4 bước. Bước thứ nhất là tạo một cái lát chứa kiểu dữ liệu của nó trong này. Đây, đây là một cái lát chứa kiểu dữ liệu của nó. Xem bước thứ hai là chúng ta tạo một file layout có tên là dòng quốc gia chứa từng dòng dữ liệu của spinner. Đây. Xem bước thứ ba là chúng ta kết tạm một adapter và nó có tên là quốc gia adapter. Xem bước thứ tư là chúng ta đổ cái quốc gia adapter này vào spinner và bắt sự kiện cho nó. Như vậy là bài kết tầm binner của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.